dù rằng là chỉ trong 5 ngày rất là ngắn thôi, tuy nhiên thì tôi cũng đã cố gắng để có thể truyền tải triết lý cũng như là chiến thuật của mình với các cầu thủ, và các cầu thủ cũng đang theo rất là tốt, và tôi tin rằng là với cái điều đó thì chúng ta có thể có được kết quả tốt vào ngày mai. Dù là thời gian chuẩn bị khá là gấp gáp và các lịch thi đấu khá là dày đặc, tuy nhiên thì các cầu thủ cũng rất là đồng cảm với huấn luyện trưởng, nhưng mà chúng tôi luôn luôn ra sân với tinh thần cao nhất, và thật sự là thời điểm hiện tại thì toàn đội đang ở trong cái trạng thái tốt nhất để bước vào trận đấu rồi. Đi theo cái trend đấy và hy vọng là từng bước thì chúng ta sẽ rút ngắn cái khoảng cách về bóng đá thế giới. Cái đấy thì đương nhiên là chúng ta sẽ khó khăn cần thời gian, nhưng mà đấy là cách tốt nhất để chúng ta hội nhập. Có thể là cần phải có những sự vấp ngã, cần phải có những cái thất bại để chúng ta bước tiếp, nhưng bản thân tôi nghĩ thì các cầu thủ cũng nên hiểu rằng là mình muốn tiến bộ, mình muốn phát triển thì mình bản thân mình cũng phải thay đổi, và không thể mãi đi theo lối mòn cũ được. Và hy vọng là các khán giả cũng sẽ hiểu điều đó, rằng là đội tuyển vẫn mong muốn tiến bộ, vẫn mong muốn thay đổi để đáp ứng được cái kỳ vọng của đội bộ. Đương nhiên là cái mục tiêu đầu tiên của chúng tôi là sân để thắng, chắc chắn là phải mục tiêu cao nhất rồi, nhưng mà qua đó thì từng trận chúng tôi sẽ cải thiện được tập cái lối chơi. Và chỉ qua 3-4 ngày thì rất khó để có thể là làm hoàn hảo được một cái yêu cầu mong muốn của đội tuyển trưởng, nhưng mà tôi tin là sau những buổi tập thì chúng tôi đã rút kinh nghiệm, đã có những cái trao đổi và
thì chúng tôi chỉ có một cái thời gian ngắn để có thể chuẩn bị và tập luyện. Tuy nhiên thì các cầu thủ họ đã có thể rất là thấu hiểu về những cái triết lý cũng như là chiến thuật của tôi đưa ra, và tôi có thể thấy rằng là các bạn ấy đang cố gắng từng ngày để có thể chiến thắng, và cái điều đấy khiến cho tôi khá là tự tin cho trận đấu ngày mai. Và tôi hy vọng rằng là các cầu thủ có thể chiến đấu với cái sự tự tin đó, và tôi hy vọng rằng là người hâm mộ có thể tiếp tục ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đang có tất cả những cái động lực
làm tất cả những điều tốt nhất, thể hiện những điều tốt nhất cho đất nước của mình. Chắc chắn rồi, chúng tôi đã có một sự nghiên cứu rất là kỹ về đội tuyển Việt Nam, có rất là nhiều những cái video phân tích, và chúng tôi cũng đã biết được cái chất lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Và đội tuyển Việt Nam thì có cái khả năng, có kỹ năng tốt, có khả năng kết nối, và có những cầu thủ trẻ cũng rất là dày kinh nghiệm. Và tôi thấy rằng là đội tuyển Việt Nam thì cũng là một đội bóng rất là mạnh ở Đông Nam Á, và các cầu thủ thì hiểu với nhau rất là rõ, và tôi rất là thích cái phong cách của Việt Nam. Và tôi cũng ngạc nhiên về cái kết quả của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup vừa qua. Đối với cả huấn luyện viên thì một số cầu thủ chúng tôi cũng từng có cái cơ hội để có thể tiếp xúc với cả huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và tuy nhiên thì chúng tôi cũng không biết rằng là trong trận đấu ngày mai thì huấn luyện viên sẽ áp dụng cái phong cách thi đấu trước đó của đội tuyển Việt Nam, hay là sẽ có một cái gì đó mới. Chúng tôi biết phong cách thi đấu trước đây của đội tuyển Việt Nam, chúng tôi cũng biết chất lượng huấn luyện viên, nhưng không biết rằng là các bạn sẽ áp dụng cái điều đó như thế nào trong trận đấu ngày mai. Và ở trận đấu trước thì chúng tôi đã nhận kết quả thua, tuy nhiên thì đội tôi đã có một cái sự chuẩn bị rất là tốt cho trận đấu lần này, và chúng tôi đang có một cái tinh thần rất là tốt để có thể gặp Việt Nam trong trận đấu ngày mai. Cũng hy vọng rằng là trận đấu ngày mai thì có thể đạt được kết quả như mong muốn. So for us, we know how Vietnam played in the past. We know also the qualities of the very good coach of Vietnam. Tôi thì đã có rất là nhiều năm để diễn ra các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì tôi không nghĩ rằng là đó sẽ là một cái lợi thế để giúp tôi có thể tốt hơn huấn luyện viên Kim Sang-sik. Và tôi nghĩ rằng là tuy rằng là đây là lần đầu tiên mà huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì trước đó ông đã có rất nhiều thành công ở câu lạc bộ, và tôi thấy rằng là đây là một huấn luyện viên rất là tốt, chất lượng rất là cao, và tôi cũng có một cái kỳ vọng vào ông Kim. Và bản thân tôi thì tôi có cái sự chuẩn bị, tin tưởng vào đội ngũ cũng như của đội mình cũng như là các cầu thủ. Và tôi nghĩ rằng là cái trận đấu ngày mai nó không phải là cuộc thi đấu giữa hai huấn luyện viên, mà nó là trận đấu giữa hai đội tuyển quốc gia. It's not a confrontation between two coaches. Đấu ngày mai thì là một trận đấu rất là hấp dẫn, rất là hào hứng, và bản thân tôi thì hoàn toàn tin tưởng vào huấn luyện viên của mình cũng như là các đồng đội. Chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị rất là nỗ lực trong 10 ngày vừa qua, và hiện tại khi ở Việt Nam thì đã cảm thấy rất là sẵn sàng. Tôi biết rằng là đội tuyển Việt Nam có những cầu thủ rất là chất lượng, và đội của chúng tôi thì cũng vậy. Tôi nghĩ rằng là trận đấu ngày mai là một trận đấu 50-50, và tôi biết rằng là có mọi người có thể nghĩ rằng là đội tuyển Việt Nam mạnh hơn. Tuy nhiên thì kết quả phải đợi đến khi hồi còi cuối cùng một trận đấu cất lên, và chúng tôi thì không chơi cho bản thân mình, chúng tôi chơi cho đội bóng của mình. Excuses, tomorrow is a final. We're... Khi mà thảo luận về tương lai của bóng đá Philippines thì bản thân tôi cũng đã có cái sự trao đổi với cả lãnh đạo của bóng đá Philippines, và cũng thể hiện cái điều mong muốn rằng là chúng tôi thống nhất một cái việc là mong muốn có thể tìm kiếm được những tài năng khắp nơi trên thế giới để có thể đóng góp cho bóng đá Philippines. Đó là lý do mà tại sao lúc đầu tiên tôi đã có một cái chuyến đi tới rất nhiều nước và có thể nói chuyện với nhiều cầu thủ trên khắp thế giới. Tôi nghĩ rằng là từng bước thì có rất nhiều những cầu thủ họ đã đồng ý, và có những cầu thủ đã có hộ chiếu của Philippines, như là khoảng 5-6 cầu thủ mới đây đã có thể khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên thì tomorrow in the selection, I don't know how many will be the first 11 because I will tell you see tomorrow. Trước tiên thì tôi không muốn bàn luận gì về cái nhận định trước đó của huấn luyện viên vào năm 2018, bởi vì là mỗi người thì đều sẽ có những cái quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên thì với bản thân suy nghĩ của tôi thì tất cả các cầu thủ, tất cả những người được mời tới để thi đấu cũng như là cống hiến cho đội tuyển quốc gia Philippines thì đều là những cầu thủ của Philippines. Dù rằng họ có thể không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng tôi nghĩ rằng là đây không phải là vấn đề. Các bạn có thể thấy được trong trận đấu ngày mai, họ vẫn có rất nhiều cách để có thể trao đổi và giao tiếp với nhau. Và tôi nghĩ rằng là khi họ thi đấu, họ chiến đấu là chiến đấu cho đất nước cũng như là niềm tự hào khi được khoác áo hoa đội tuyển quốc gia Philippines. Và tôi nghĩ rằng là tất nhiên là khi mà
quốc gia thì cũng là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên thì một cái điều quan trọng hơn là các cầu thủ thì với tất cả trái tim, tất cả tình yêu của mình đối với đất nước mà họ đang phải làm. This will be more important than the singing that we do. First of all, welcome everyone. Trước tiên thì tôi không muốn bàn luận gì về cái nhận định trước đó của huấn luyện viên vào năm 2018, bởi vì là mỗi người thì đều sẽ có những cái quan điểm riêng của mình. Tuy nhiên thì với bản thân suy nghĩ của tôi thì tất cả các cầu thủ, tất cả những người được mời tới để thi đấu cũng như là cống hiến cho đội tuyển quốc gia Philippines thì đều là những cầu thủ của Philippines. Dù rằng họ có thể không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng tôi nghĩ rằng là đây không phải là vấn đề. Các bạn có thể thấy được trong trận đấu ngày mai, họ vẫn có rất nhiều cách để có thể trao đổi và giao tiếp với nhau. Và tôi nghĩ rằng là khi họ thi đấu, họ chiến đấu là chiến đấu cho đất nước cũng như là niềm tự hào khi được khoác áo đội tuyển quốc gia Philippines. Và tôi nghĩ rằng là tất nhiên là khi mà cùng một quốc gia thì cũng là một cái điều rất là tốt. Tuy nhiên thì một cái điều quan trọng hơn là các cầu thủ chiến đấu với tất cả trái tim, tất cả những tình yêu của mình đối với đất nước mà họ đang khoác áo.